Tính đến hết tháng 4, tổng nguồn vốn tín dụng tại các ngân hàng trên địa bàn tỉnh Lào Cai ước đạt 59.000 tỷ đồng. Trong đó, nguồn vốn huy động tại địa bàn ước đạt 43.500 tỷ đồng, tăng 5,4% so với ngày 31 tháng 12 năm 2022, đáp ứng được khoảng 85% nhu cầu vốn tín dụng trên địa bàn. Hoạt động tín dụng được kiểm soát chặt chẽ, thực hiện nghiêm túc trần lãi suất huy động theo quy định. Đặc biệt cơ cấu tín dụng tiếp tục chuyển dịch theo hướng tích cực, tập trung vốn vào các lĩnh vực ưu tiên cho vay vốn theo chủ trương của chính phủ. Tổng dư nợ cho vay đạt 51.000 tỷ đồng, tăng 2,7% so với cuối năm 2022. Tỷ lệ nợ xấu hiện nay ở mức 1,1%, tăng 0,03% so với cuối năm trước. Đồng thời, các ngân hàng đang kiên quyết xử lý thu hồi nợ xấu của các khách hàng vi phạm thỏa thuận hợp đồng tín dụng.